Thông tin từ đồn biên phòng Sa Huỳnh, Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi, chiều ngày 5 tháng 12, đơn vị đã thu giữ số lượng lớn chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy trôi giạt vào bờ biển xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi do người dân địa phương phát hiện sau nổ. Khoảng 13 giờ cùng ngày, đồn biên phòng Sa Huỳnh nhận tin trình báo của hai người dân trú ở xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi về việc phát hiện một bao tải chứa chất lạ trôi giạt vào bờ biển địa phương. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đồn biên phòng Sa Huỳnh nhanh chóng đến khu vực bờ biển thôn Vĩnh Tuy, xã Phổ Châu phối hợp với lực lượng công an, quân sự xã Phổ Châu tiến hành thu gom kiểm đếm. Kiểm tra thực tế, bên trong bao tải có 20 gói ni lông màu xanh in chữ nước ngoài. Hình dạng kích thước tương đương với gói trà và mỗi gói trọng lượng khoảng 1 kg. Tiếp tục kiểm tra trong 20 gói đã bị vỡ, lực lượng chức năng ghi nhận bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng dạng bột. Qua kiểm tra nhanh phát hiện chất ketamin đồn biên phòng sa huỳnh đã thu giữ toàn bộ tăng vật trôi giạt đồng thời tổ chức lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát địa bàn tuyên truyền vận động nhân dân nếu phát hiện các vật thể lạ có đặc điểm như trên thì giao nộp cho cơ quan chức năng